Quy thấy cho anh em thích mẫu này ha, mẫu hai bóng vỏ đó, vỏ đường phấn còn 2/4 nha anh em nha, 2/4 cái đĩa cái sọc ngang còn anh em ha, sọc ngang còn nè. Xe ít đi á, thì để cái sọc ngang nó còn đó nè, đẹp quá, màu trắng bánh căm. Hay quá, một gương và mới ha. Mẫu này về trong nó bầu bù bỉnh nhìn nó hài hòa quá ha. Nhưng mà ly cà phê sang sáng điện như thấy một máy vậy, cốt chưa mở anh em ơi. Nhiều anh em thích cái dòng này lắm. Đẹp quá. Chân áo lọc keo mà. Mới lọc keo xong. Đây nó dán nó lâu quá thấy nó hơi vàng vàng ngà ngà, quay nó không đẹp, kêu nó lột ra luôn, quay đi, quay 125i ống lòng si. Anh em thấy cái mẫu quay cũ này với cái mẫu mà quay mới hiện khác bán hiện tại giờ anh em thấy sao nè. Ống lòng sơn, hộp sên thì tròn như hộp sên quay, tăng sên thì làm như kiểu chiếc quay. Ê cũ máy nè, nhỏ xíu ha, nè nhỏ xíu à, ốc nhỏ nha, ốc có 10 về xài cho quá 10 thôi, nói cho anh em dễ hình dung. Đó. Xài khóa có phải chìa khóa 10 cái đầu nó lép à, bị lép bên đó, nắp cam nắp cò nhìn đó, mắc hết cái đường nét cái khía cạnh đó hả của cách mà hồi trước đã làm ha. Vỏ thì vỏ đi với ai này? Dạ tới nè, tăng sên trong gì trước gì không để nguyên vậy đâu, hộp sên của ta à, nó có cái vuông 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 vỏ của ta bị vỏ đầu bò ra, đầu bò lớn, máy lớn ra đầu bò lớn, ốc chìa khóa 12 à, cốt giò đạp cốt giò số nó ra cũng rất là nhỏ luôn. Nó ra nó lớn hơn cái dòng cái quay mẫu hiện tại đang bán bây giờ. Có nhiều chiếc mẫu cũ á, mẫu cũ em còn mấy chiếc màu đen có, màu xanh có, em đang bán giá 7-8 triệu anh em ấy. Anh em nói xe mới có 7-8 triệu rồi, xe mà mẫu mới này anh em mua 7-8 là cao rồi đó, đang giảm hàng ngày á, nó ra như thế này đâu được người dùng ta ơi trộn đâu đó. Làm cái hình bự quá bự mà cái phuộc làm nhỏ xíu giống như bị kêu làm thằng kinh tọ thế nào đó. Đấy giò nhỏ đó, mình bự làm thêm cái đế chân phuộc lên dần chừng hai lóng tay của em đó, nhỉnh hơn 2 lóng tay tí xíu nữa. Quá tệ à, sên nè nó cứ quả máy thôi, nhỏ xíu à anh em nè, chọn dẹp như ngót tay của em à.
anh em đi coi cái que Thái nhà 10 cũng hiện tại nó bán song song cái dòng này y gan luôn nè, có đạp trở về có quay hết, bây giờ mình có cái giò đạp thôi đã điểu rồi, điểu kinh khủng. Đấy hả, cái máy mà quay nhỏ vậy thôi thua rồi. Dòng này là bại hoại gió lắm, được cái đồng hồ điện tử với cái cốp này, cái học này đựng này cho nước suối hoặc là gói thuốc hay là khẩu trang vậy đó hả, gương nhựa kiến vậy đó. Hôm nay đồng hồ bỏ phí khá là nhiều, hầu như là nó bỏ hết trơn cái này luôn, chỉ xài được tí xíu cái nhanh nè, cái đèn báo nhanh thôi. Bên đây cũng vậy, bỏ quá nhiều khoảng trống trên cái đồng hồ, bởi vì anh em dòm cái đồng hồ rất là tối. Đối với cái km này anh em mà mắt yếu chút, bị là lớn tuổi là dòm chưa chắc thấy cái số hiển thị điện tử trên cái đồng hồ này hả. Đó, cứ cho là nó xịn sò nữa, anh em thấy cái mặt nó có xíu rồi, đứng lông tay mất tiêu bà nó rồi nè. Đó, vì cái số nó đâu có bự được, báo xăng báo nhớt gì trên này. Đó, làm điện tử cho ra, nhiều khi bắt tiện với anh em lớn tuổi. Còn cái này anh em dòm phát thấy ngay. Đó, km to rõ ràng. Đó, tận dụng hết. Đó, trên dưới gì đó tận dụng hết. Còn dưới này là cả cái hộp số của người ta báo cái này ha. Đó, đâu có bỏ chỗ nào đâu, ta vận dụng tiền tối đa luôn. Xe cái máy đảo quá. Đó, kiểu dáng ta rất là hài hòa luôn. Cái mẫu mới này làm không phù hợp, nhìn cái gì cũng bự hết, cái dàn áo á bự, trước sau cũng bự, mà đi ngược là cái dàn chân. Đó, chân ví dụ nói phuộc nè, vỏ bánh nè, cải cây nhông xinh dẻ tăng thên, cái quả máy nhỏ xíu à, làm được tích thì giá công nhận. Này nó gõ là cải tiến lùi nè, có một video clip em phân tích, em đánh giá trên TikTok của em á, mấy anh em có coi không? TikTok của cửa hàng đó. Gần một triệu view lượt xem á, bên đó đó. Anh em dòm bự lắm hả, mà dàn chân nhỏ xíu à, đèn đốm chứ không có điểm nhấn nào hết trơn á. Đó, không có điểm nhấn nào hết trơn. À, anh em coi cái mẫu cũ là đây, mẫu cũ đó anh em dòm á, thập vô là anh em thấy cái viền đỏ đó hả, nó có cái điểm nhấn rất là rõ nét đó. Mẫu cũ đó, anh em nhìn không, nhìn cái cục máy ra nè, bự cà bá lửa, cái ốp tay em ốp vô đâu có hết đâu đó. Thằng kia là âm bệnh phát một hết cục máy luôn đó, cái đường viền của ta rất đẹp ha, mẫu này vẫn còn đẹp. Mẫu quen 125mm này vẫn còn đẹp. Anh em thích cái màu nào điện thoại giùm em á, tại vì em cũng làm giá em báo mấy đứa trên group của cửa hàng đó đâu mà em không nhớ, có gì đó anh em điện thoại giùm em. Đẹp đó. Rồi xong rồi, cái này là không phải là em không gọi là lên mẫu này, em này em gọi là phải kêu là xuống cái mẫu này, mẫu mới thiệt nhưng mà kêu nó xuống luôn, xuống mẫu này nhìn chán ngay thật luôn anh em, chán ngay luôn. Mình không phải là mình cái gì, xe nó sản xuất ra mình làm xe cũ, đằng nào mình cũng phải có tiếp cận, đằng nào mình cũng phải mua về bán, nhưng mà có cái mình tiếc á, tiếc sao nó ra thế này. Cái vỏ này là nó lấy cái gai vỏ từ của thằng khu chợ của mình, khu chợ Việt Nam mà bánh căm á, thay vì cái vỏ này của người ta. Vời quá anh em ơi, máy quá máy, phải co bô rồi, co bô để khui ha.
khối này mới vô dầu lại nha. Tại đây rửa nước lên phải vô dầu một cái để cho nó rút vô, nó đẩy cái nước lên, nó không có làm ảnh hưởng đến cái xe của mình. Con này đúng đồng hồ quá nè, chìa khóa này kia nhất, chìa khóa là còn cây chưa mở, cây thì chưa có mòn. Cái tiếp nữa là cái sớ đĩa nó còn ha, sớ đĩa nó còn, đồ đạc rất trắng đẹp. Bởi vì nó ra mà thiết kế mà yếu quá thì người ta giữ lại cũ đi, người ta bán à, ra với rồi bây giờ xe mới còn thì bữa nay như còn có đâu 74 triệu, 74, 76 thì chỗ nó bán nó. Còn cái xe này bây giờ lên trăm mấy, xe mới nó còn tồn kho giờ lên trăm mấy đó. Cái thị trường á, cái thị trường á ở ngoài giờ là nói lên tất cả rồi. Ok anh em, anh em có ý kiến gì đó, mẫu nào đó, cái phần nào đẹp, phần nào xấu, phần nào không hài lòng gì đó, cho cái bình luận anh em nha. Này cái cốp em thấy rộng hơn mẫu cũ, cốp to lắm, bởi vì dàn áo làm bự ra mà, bự chà bá ra, cục máy thì gom lại. Rồi ok anh em nha, nói quá nói à, cái không ngay ý anh em ta đó, mất công người ta bình luận nè, nói mình kia là thiếu cái vấn đề kia là tích cực nữa ha.